Thầy thân chào tất cả các em lớp 5 của khối tiểu học của Người Giáp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học hai bài toán 144-145 sách giáo khoa trang 152-153 với đề tài ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng. Thì mời tất cả chúng ta cùng mở sách giáo khoa ra để theo dõi nhé. Thì với đề tài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập trung hai kiến thức, đó là củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng và cách viết các số đo độ dài và các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Chúng ta cùng vào bài 1 cho các em nhé. Bài 1 gồm có 3 câu. 1A, viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau. 1B, viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau. 1C, trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền, đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền. Thì với bài này thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách làm. Ở bài 1A thì chúng ta đã nhìn thấy ở hàng ký hiệu người ta đã cho các em sẵn ba đơn vị, đó là decamet, mét và decimet. Thì nhiệm vụ các em, chúng ta sẽ điền thêm vào chỗ trống những đơn vị đo độ dài còn thiếu lớn hơn mét và những đơn vị đo độ dài còn thiếu ở cột bé hơn mét. Về quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau, người ta đã cho em sẵn ở cột hàng mét. Thì chúng ta biết 1 mét thì bằng 10 decimet và 1 mét thì bằng 1 phần 10 của decamet, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 decamet. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ để điền thêm vào chỗ trống những cái quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau của các hàng trống khác. Ở bài 1B, người ta đã cho sẵn chúng ta các đơn vị đo khối lượng ở hàng ký hiệu tấn, tạ, yến, kg, hectogram, decagram, gam. Và người ta cho chúng ta sẵn cái phần quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau ở hàng kg. Thì chúng ta biết là 1 kg thì bằng 10 hectogram và 1 kg thì bằng 1 phần 10 của yến, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 yến. Vậy thì nhiệm vụ của các em, chúng ta sẽ làm điền vào chỗ trống những cái phần còn thiếu của các quan hệ đơn vị đo liền nhau. Ở phần 1C thì với hai bảng đơn vị đo độ dài và đo khối lượng chúng ta đã điền đầy đủ rồi. Vậy thì các em sẽ trả lời hai câu hỏi. Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền và đơn vị bé bằng một phần mấy của đơn vị lớn hơn tiếp liền. Thì mời tất cả các em chúng ta dừng video và chúng ta cùng làm bài nhé. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em sửa bài. Ở bài 1A yêu cầu là viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau. Chúng ta nhìn vào bảng đơn vị đo độ dài này. Ở hàng ký hiệu người ta đã cho sẵn chúng ta là ba đơn vị: decamet, mét và decimet. Vậy thì các em sẽ điền vào ở cái phần lớn hơn mét hai đơn vị đo độ dài còn thiếu, đó là km và hectomet. Ở hàng bé hơn mét thì chúng ta nhìn thấy có đơn vị là decimet rồi, vậy thì chúng ta sẽ điền thêm hai đơn vị đo độ dài còn thiếu, đó là cm và mm. Và quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau, người ta đã cho mẫu chúng ta 1 mét thì bằng 10 decimet và 1 mét thì bằng 1 phần 10 của decamet, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 decamet. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ điền tiếp tục những cái phần còn trống nha. 1 decamet thì nó sẽ bằng 10 mét, có nghĩa là nó gấp 10 lần đơn vị liền sau của nó là mét. Và nó bằng 1 phần 10 của hectomet, tức là nó bằng 1 phần 10 của đơn vị liền trước đó là hectomet. Vậy thì viết dưới dạng số thập phân là 0,1 hectomet. Tương tự, 1 hectomet thì bằng 10 decamet và bằng 1 phần 10 của km, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 km. 1 km thì sẽ bằng 10 hectomet và trước nó thì không có đơn vị liền trước, vậy thì cột này chúng ta sẽ để trống. Ở phần bé hơn mét thì 1 decimet sẽ bằng 10 cm và bằng 1 phần 10 của mét,
viết dưới dạng số thập phân là 0,1 mét. 1 cm sẽ bằng 10 mm và sẽ bằng 1/10 decimet, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 decimet. 1 mm không có đơn vị liền sau, chúng ta sẽ để trống và nó sẽ bằng 1/10 của cm, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 cm. Chúng ta vừa điền hoàn thành xong bảng đơn vị đo độ dài. Vậy thì thầy mời tất cả các em chúng ta cùng kiểm chứng lại bài làm của mình và sửa bài nhé. Chúng ta cùng vào phần 1B. Bài 1B yêu cầu là viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau. Thì trong bảng đơn vị đo khối lượng này, ở hàng ký hiệu, người ta đã cho sẵn chúng ta đầy đủ tất cả các đơn vị đo khối lượng như tấn, tạ, yến, kilogram, hectogram, decagram, gram. Và phần quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau, ở cột kilogram người ta đã cho bài mẫu 1 kilogram thì bằng 10 hectogram và bằng 1/10 của yến, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 yến. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục điền các quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau còn trống ở các hàng còn lại nha. Ở hàng yến thì 1 yến sẽ bằng 10 kg, có nghĩa là nó gấp 10 lần đơn vị đo liền sau nó là kg, và nó bằng 1/10 của tạ, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 tạ, có nghĩa là nó kém cái đơn vị đo liền trước đó là tạ 10 lần. Tương tự, 1 tạ thì sẽ bằng 10 yến và 1 tạ sẽ bằng 1/10 của tấn, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 tấn. 1 tấn thì sẽ bằng 10 tạ và nó không có đơn vị liền trước, do đó phần này chúng ta để trống. Phần bé hàng kilogram thì 1 hectogram sẽ bằng 10 decagram và nó sẽ bằng 1/10 của kilogram, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 kg. 1 decagram sẽ bằng 10 gram và nó sẽ bằng 1/10 của hectogram, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 hectogram. 1 gram thì nó không có cái phần liền sau, do đó cái phần này chúng ta để trống. Thì 1 gram chỉ bằng 1/10 của decagram, viết dưới dạng số thập phân là 0,1 decagram. Chúng ta vừa điền xong đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng, thì mời tất cả các em cùng đối chiếu và chúng ta cùng sửa bài của mình. Bây giờ thầy và các em chúng ta sẽ cùng sửa qua bài 1C. Thì ở bài 1A và bài 1B, chúng ta đã điền đầy đủ các ký hiệu cũng như là quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau của đơn vị đo độ dài và đo khối lượng. Thì dựa vào hai bảng đơn vị đo này, chúng ta sẽ trả lời câu 1C và với hai câu hỏi như sau. Trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền và đơn vị bé bằng 1/10 của đơn vị lớn hơn tiếp liền? Chúng ta nhìn vào bảng đơn vị đo độ dài cũng như bảng đơn vị đo khối lượng thì chúng ta đã thấy rằng hai đơn vị đo độ dài cũng như hai đơn vị đo khối lượng liền nhau thì hơn kém nhau 10 lần. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi của bài 1C nha. Vậy câu đầu tiên người ta hỏi đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền, thì chúng ta sẽ trả lời đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Và câu thứ hai người ta hỏi đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn hơn tiếp liền, thì chúng ta sẽ trả lời đơn vị bé bằng 1/10 hay 0,1 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Các em xem mình đã trả lời đúng chưa? Đối chiếu lại và sửa bài. Bây giờ chúng ta cùng vào bài số 2. Bài số 2 yêu cầu là viết theo mẫu và chúng ta chỉ làm bài A. 1 mét bằng 10 decimet bằng nhiều chấm cm bằng nhiều chấm mm. 1 km bằng nhiều chấm mét. 1 kg bằng nhiều chấm gram. 1 tấn bằng nhiều chấm kg. Thì để làm bài này, chúng ta cần nắm chắc hai bảng đơn vị đo độ dài và khối lượng chúng ta vừa điền ở bài số 1. Bên cạnh đó, các em cần nắm cho thầy mối quan hệ giữa các đơn vị đo với nhau để chúng ta thực hiện bài toán này. Thầy mời tất cả các em chúng ta dừng video để chúng ta làm bài. Rồi, bây giờ thầy sẽ giúp các em sửa bài tập này. Người ta cho sẵn mình là 1 mét bằng 10 decimet.
Thì từ decimet muốn đổi qua cm, các em có thể dựa vào cách nhân nhẩm với 10, 100, 1000. Chúng ta biết rằng là 1 dm thì bằng 10 cm. Vậy thì 10 dm muốn đổi qua cm, chúng ta có thể lấy 10 nhân nhẩm với 10 thì chúng ta được 100 cm. 1 cm thì bằng 10 mm. Vậy 100 cm muốn đổi qua mm thì chúng ta lấy 100 nhân nhẩm với 10, chúng ta được 1000 mm. 1 km mà muốn đổi qua mét thì chúng ta lưu ý rằng dưới km còn có hectomet, decamet và mét. Vậy thì 1 km muốn đổi qua mét này thì chúng ta có thể ghi giống như bài trên: 1 km bằng 10 hectomet bằng 100 decamet bằng 1000 mét. Hoặc chúng ta đã nắm chắc mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, chúng ta có thể điền ngay 1 km bằng 1000 mét. 1 kg muốn đổi qua gam thì chúng ta lưu ý dưới kg chúng ta còn có hectogram, decagram rồi mới tới gam. Vậy thì 1 kg muốn đổi qua gam thì chúng ta có thể xem coi mối quan hệ giữa các đơn vị đo từ kg tới gam là 3 hàng. Vậy thì 1 kg đổi qua gam sẽ được 1000 gam. 1 tấn muốn đổi qua kg thì chúng ta lưu ý là dưới tấn thì còn có tạ, yến rồi mới tới kg. Vậy thì chúng ta có thể điền ngay 1 tấn thì bằng 1000 kg. Vậy thì thầy mời tất cả các em chúng ta xem lại các số chúng ta vừa điền và sửa bài vào. Chúng ta cùng vào bài tập số 3. Bài số 3 yêu cầu là viết số tích hợp vào chỗ chấm theo mẫu. Bài A: 5285 m bằng nhiều chấm km, nhiều chấm m bằng nhiều chấm km. Thì chúng ta thấy bài tập này nó có hai yêu cầu. Một là chúng ta đổi 5285 m này về vừa hai đơn vị là km và m, và chỉ về cái đơn vị phía trước là km thôi. Vậy thì để làm bài này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách thực hiện như sau. Chúng ta sẽ đổi cái số 5285 m này, chúng ta viết dưới dạng tổng là thành 5000 m cộng thêm với 285 m. Thì 5000 m này thầy có thể đổi ngay nó thành là 5 km và viết thêm 285 m ở phía sau. Chúng ta viết lên vào chỗ chấm ở phía trên được 5 km và 285 m. 5 km và 285 m này muốn viết về đơn vị phía trước là km thôi. Vậy thì thầy sẽ nhớ lại cái kiến thức cũ mà chúng ta đã học, là chúng ta sẽ viết hai đơn vị dưới dạng hỗn số. Em sẽ được là 5 km và 285 phần nghìn km. Vậy thì chúng ta sẽ viết dưới dạng số thập phân được ngay là 5,285 km, mà chúng ta viết lên được ngay. Và cách thứ hai thì thầy có thể đưa cái số 5285 m này vào cái bảng đơn vị đo độ dài chúng ta đã học. Và để viết được cái số 5285 m này thì chúng muốn đổi về cái hai cái đơn vị km và m, hoặc là đổi về km, thì chúng ta sẽ kê nó vào bảng. Và khi thực hiện, chúng ta sẽ viết ngược từ dưới lên trên. Đầu tiên chúng ta viết chữ số 5 ở hàng m vào trước. Tiếp theo là chữ số 8 viết vào hàng decamet. Chữ số 2 viết vào hàng hectomet. Và chữ số 5 cuối cùng ở trên là hàng km. Vậy thì chúng ta nhìn vào bảng đơn vị đo, chúng ta thấy ở hàng km chúng ta thấy có được ngay là 5 km. Còn lại 285 này là của m. Vậy thì chúng ta sẽ viết lên ở cái số đầu tiên được là 5 km và 285 m. Còn muốn đổi cái số 5285 m này đổi ra km thì chúng ta chỉ cần việc đặt dấu phẩy ở cuối hàng km. Vì viết ra đơn vị nào thì chúng ta sẽ đặt dấu phẩy ở cuối hàng đơn vị đó. Vậy thì cái cách hiện nay chúng ta thấy nó dễ dàng hơn so với cái cách đổi bên trên, đúng không nào? Chúng ta có thể ứng dụng cách đổi này vào các số đổi đo khác nha các em nha. Vậy thì để ứng dụng, chúng ta sẽ có hai số như sau. Số thứ nhất là 1827 m bằng nhiều chấm km bằng nhiều chấm m và bằng nhiều chấm km. Bài B: 34 dm bằng nhiều chấm m, nhiều chấm dm và bằng nhiều chấm m. Vậy thì có thể chúng ta ứng dụng cái cách đổi mà thầy vừa hướng dẫn để chúng ta thực hiện hai số dưới đây. Thầy mời tất cả các em chúng ta cùng dừng video để làm bài.
Chúng ta cùng tiếp tục sửa bài tập số 3. Ở bài 3A thì thầy đã hướng dẫn cho các em cách đổi số 5.285m bằng 5 km, 285m và bằng 5.285 km. Vậy thì với số 1.827m, chúng ta có thể viết ra được ngay là bằng 1 km và 827m và bằng 1.827 km. Bài B, 34 decimet đổi ra vừa mét và decimet thì chúng ta sẽ được là 3 mét và 4 decimet. Và đổi 34 decimet về mét thì chúng ta có số thập phân là 3.4 mét. Chúng ta xem lại cái kết quả chúng ta vừa đổi và chúng ta sửa bài. Chúng ta cùng qua bài tập số 3C. Bài C là yêu cầu chúng ta đổi đơn vị đo khối lượng 6.258 gram bằng nhiều chấm kilogram nhiều chấm gram bằng nhiều chấm kilogram. Thì bài này có hai yêu cầu. Đầu tiên chúng ta sẽ đổi số 6.258 gram ra hai đơn vị là vừa kilogram và gram, và chúng ta đổi cái số 6.258 gram này chỉ ra đơn vị là kilogram thôi. Thì chúng ta cũng thể ứng dụng giống như là cách đổi đơn vị đo độ dài hồi nãy. Đầu tiên thầy sẽ viết số 6.258 gram này dưới dạng tổng là thành 6.000 gram cộng thêm với 258 gram. Chúng ta có thể đổi được ngay cái 6.000 gram này thành là 6 kg và viết thêm 258 gram ở phía sau. Chúng ta viết vào hai chỗ chấm phía trên được là 6 kg 258 gram. Còn với hai đơn vị đo 6 kg và 258 gram này viết dưới dạng là kg thôi, thì chúng ta sẽ nhớ lại kiến thức cũ là chúng ta viết hai đơn vị đo dưới dạng hỗn số được 6 kg và 258/1000 kg. Chúng ta viết được ngay dưới dạng số thập phân là 6.258 kg. Chúng ta viết lên trên được 6.258 kg. Còn cái đổi thứ hai, chúng ta có thể kê cái số 6.258 gram này vào cái bảng đơn vị đo khối lượng. Thì cũng giống như cái cách đổi của đơn vị đo độ dài hồi nãy, thầy sẽ kê vào bảng viết ngược từ dưới lên trên. Đầu tiên thầy sẽ viết chữ số 8 ở hàng gram, kế tiếp là chữ số 5 ở hàng decagram, chữ số 2 ở hàng hectogram và cuối cùng là chữ số 6 ở hàng kilogram. Nhìn vào bảng đơn vị đo khối lượng, chúng ta thấy chúng ta có 6 kg và 258 này là của gram. Chúng ta sẽ viết được vào bên trên. Còn muốn đổi cái số 6.258 gram này ra kilogram thì chúng ta chỉ việc đặt dấu phẩy ở cuối số 6, tức là ở cuối cái chữ số 6 đó, thì chúng ta sẽ được là 6.258 kg. Để ứng dụng cái cách đổi này, chúng ta sẽ thực hiện cái số ở dưới đây. Người ta cho mình cái số đổi là 2.065 gram bằng nhiều chấm kilogram nhiều chấm gram và bằng nhiều chấm kilogram. Thầy mời tất cả các em chúng ta dừng video để thực hiện cách đổi. Rồi, bây giờ thầy giúp cho các em chúng ta sửa cái số bên dưới nha. 2.065 gram đổi ra hai đơn vị vừa kilogram và gram thì chúng ta có thể viết ra được ngay là thành là 2 kg và 065 gram. Ở cái số 065 gram này chúng ta có thể được quyền bỏ số 0 phía trước vì nó khi viết hai đơn vị thì số 0 này nó sẽ không có giá trị. Hoặc nếu chúng ta vẫn để nguyên thì cũng không sao. Và chúng ta sẽ đổi ra được là 2.065 kg. Thầy mời tất cả các em chúng ta cùng đối chiếu và sửa bài. Tiếp theo tiết toán hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng tiếp theo, trang 153. Bài 1 yêu cầu viết các số đo sau dưới dạng số thập phân. A. Có đơn vị đo là km. 4 km 382m bằng 2 km 79m bằng 700m bằng. Chúng ta lưu ý là bài này, ba số này người ta yêu cầu đều đổi ra đơn vị là km. Các em sẽ dựa vào bảng đơn vị đo độ dài cũng như quan hệ của các đơn vị đo độ dài với nhau và cái cách đổi mà thầy đã hướng dẫn hồi nãy giờ để chúng ta thực hiện nhé. Thầy mời tất cả các em chúng ta cùng dừng video để làm bài.
Chúng ta cùng sửa bài tập số 1 trang 153 là yêu cầu viết các số đo sau dưới dạng số thập phân. A có đơn vị đo là km. Đầu tiên là 4 km 382m thì chúng ta có thể viết ra ngay được là 4,382 km. 2 km 79m đổi thành km chúng ta được là 2,079 km. Tại sao ra được số này? Thì thầy có thể cho chúng ta xem cách đổi qua bảng đơn vị đo độ dài như sau. Để viết hai đơn vị 2 km 79m này vào bảng đơn vị đo độ dài thì đầu tiên thầy có thể viết chữ số 2 vào hàng km trước. Còn 79m này thầy sẽ viết ngược từ dưới lên trên. Đầu tiên thầy sẽ viết hàng mét là chữ số 9. Kế tiếp hàng đề cao mét thầy viết chữ số 7. Vậy thì các em thấy ở hàng hectomet thì nó còn trống một chỗ đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ viết thêm một chữ số 0 vào hàng hectomet. Và để đổi ra đơn vị km thì thầy chỉ cần đặt dấu phẩy ở cuối số 2 ở hàng km. Thầy được là 2,079 km. Và các em lưu ý cho thầy, chúng ta chỉ viết một chữ số 0 ở hàng hectomet thôi. Vì đối với đơn vị đo độ dài, ứng với mọi hàng chỉ có một chữ số thôi. Vậy thì chúng ta chỉ cứ viết một chữ số 0 thôi nha. Còn với số 700m này, đổi ra mét thì thầy khi kê vào bảng đơn vị đo, thầy sẽ viết cũng giống như là những bài trên, là ngược từ dưới lên trên. Đầu tiên là thầy sẽ viết chữ số 0 ở hàng mét. Tiếp theo, chữ số 0 kế tiếp là ở hàng decamet. Và ở hàng hectomet là chữ số 7. Thì chúng ta thấy đổi ra km ở hàng km không có trống thì chúng ta sẽ thêm vào một chữ số 0. Và đổi ra km thì chúng ta sẽ thêm một dấu phẩy vào nữa. Để chúng ta được là 0,700 km. Chúng ta đã học được về số thập phân bằng nhau. 0,700 km chúng ta được quyền được bỏ hai số 0 ở cuối phần thập phân để được viết cái số thập phân được gọn hơn. Như vậy thì các em sẽ được số là 0,7 km. Các em có thể đối chiếu lại và sửa bài nha. Nếu bạn nào viết là 0,700 km cũng đúng, không có sai nha. Mời tất cả các em chúng ta sửa bài. Chúng ta cùng qua bài số 2. Yêu cầu là viết các số đo sau dưới dạng số thập phân. Bài A có đơn vị đo là kg. 2 kg 350g bằng 1 kg 65g bằng. Bài B có đơn vị đo là tấn. 8 tấn 760 kg bằng 2 tấn 77 kg bằng. Với bài tập này, chúng ta có thể sử dụng bảng đơn vị đo, khối lượng cũng như chúng ta nắm chắc về các quan hệ đo, đơn vị đo, khối lượng với nhau để chúng ta thực hiện. Và các em lưu ý, ở bài A, người ta kêu đổi hai số đều ra đơn vị là kg. Và ở bài B, chúng ta sẽ đổi hai cái số ở dưới đều ra đơn vị là tấn. Thầy mời tất cả các em chúng ta cùng dừng video để thực hiện nhé. Thầy mời tất cả các em chúng ta cùng sửa bài tập số 2. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân. Bài A có đơn vị đo là kg. 2 kg 350g bằng chúng ta có thể viết ra được là 2,350 kg. Hay chúng ta có thể lược bớt đi chữ số 0 ở phía sau dựa vào tính chất số thập phân bằng nhau để viết gọn hơn là được 2,35 kg. 1 kg 65g viết ra kg chúng ta được là 1,065 kg. Vì 65g là bằng 65 phần nghìn của kg. Khi viết ra kg thì chúng ta phải thêm một chữ số 0 vào cho nó đầy đủ. Vì như vậy thì chúng ta sẽ được là 1,065 kg. Bài B có đơn vị đo là tấn. 8 tấn 760 kg. Chúng ta viết được là 8,760 tấn hay 8,76 tấn. Chúng ta nên lược bỏ đi chữ số 0 cho nó gọn hơn. 2 tấn 77 kg sẽ bằng là 2,077 tấn. Thì ở đây chúng ta thấy 77 kg cũng là bằng 77 phần nghìn của tấn. Do đó khi viết vào
cái số này thì chúng ta sẽ thêm một số 0 nữa cho nó đầy đủ. Như vậy chúng ta sẽ được là 2,077 tấn. Thầy mời tất cả các em chúng ta cùng đối chiếu bài làm của mình và sửa bài. Và để xem các em có nắm chắc được kiến thức bài học ngày hôm nay hay không thì thầy sẽ cho các em một bài tập áp dụng. Các em sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ tập viết các số thích hợp vào chỗ chấm và chúng ta sẽ đổi 6 số đo mà thầy đã cho sẵn ở trên bảng. Ở nhà thì các em sẽ ôn lại cho thầy bảng đơn vị đo độ dài và đo khối lượng. Chúng ta sẽ nắm chắc cho thầy quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài cũng như là đo khối lượng với nhau. Và bên cạnh đó thì chúng ta làm bài tập áp dụng mà thầy vừa cho các em nhé. Thầy chúc các em học bài tốt ở nhà. Thân ái chào các em.